Vâng, hello, chào toàn thể anh chị bà con cô bác mà nha. Em Thịnh Bến Tre đây gửi lời chào đến bà con, lời chúc sức khỏe họ thành công nha. Thì hôm nay em Thịnh lên cho em mẫu xe giá rẻ nhất nguyên cái salon của em luôn, và là rẻ nhất tại cửa hàng, và là rẻ nhất nguyên cái Việt Nam luôn. Accord đời 95 nhập Nhật, máy 2.3 số sàn, full đồ chơi. Anh em nào đổ GDM là hết bài, đăng kiểm còn dài. Lóc cửa từ xa đầy đủ, âm thanh nghe nhạc, máy lạnh, màn hình cam dây hành trình. Đó, xe này về anh em dọn thêm vài triệu nữa, nó sơn không được đẹp thôi. Còn lại ok hết, máy số gầm chất, cảm biến da, màn hình đầy đủ. Giá có 69 triệu mà giá này không có bớt đâu anh chị nha. Giá này rẻ lắm rồi. Đó, xe này ngày xưa em bán tới 100 mấy à. Anh em không tin thì cứ vào YouTube em, anh em gõ Accord đời 95 sẽ hiện ra nha. Bán 130, 140 vậy. Giờ bán này mình có 6 mấy triệu à. Đó, ghế phim cách nhiệt rồi nè, túp lô túp ly đẹp nè. Dàn ghế đó đẹp luôn. Trần lót 5D, bọc 5D anh chị nha. Tem bọng còn đầy đủ nè, mâm lớp vỏ dày cui nè. Quay cái gầm cho anh em mình xem luôn nè. Gầm đẹp tuyệt vời luôn. Ô tô mà rẻ hơn xe máy. Kính bấm trợ lực nhẹ, vô lăng trợ lực nhẹ hiệu, màn hình Android củ số hiền hiền gõ băng luôn. Đồng hồ tua đầy đủ luôn. Túp lô túp ly đẹp luôn. Đó. Vô lăng nhìn thấy cũng ok ha anh em ha. Máy im nha, máy con này máy ngon nha. Máy nội âm du luôn. Máy im, máy lạnh đầy đủ luôn. Màn hình Android luôn nè. Camera hành trình luôn nè, trên này nữa nè. Túp lô túp ly nữa nè. Trợ lực nè anh em, quá nhẹ luôn nè. Để em có 69 triệu à. Rẻ ghê chứ. Xe này đúng thị trường, hiện tại giờ xe này bán khoảng 100 á anh chị. Nhưng mà mình mua rẻ bán rẻ anh em ơi, cho lẹ. Xe ngon, xe ngay chủ luôn. Máy số gầm tua máy hoạt động nghiêm chỉnh đầy đủ nè. Xe không báo lỗi luôn anh chị nha. Chạy em ru à. Anh chị em nào thích thì qua lựa chọn lấy thử nha. Quá rẻ, 69 triệu. Rẻ hơn mấy con xe Vios taxi, hơn mấy con Matiz taxi nữa. Mà đội xe gia đình nữa chứ, Accord gia đình nữa. Máy hơi dơ chưa rửa. Máy hơi dơ chưa rửa anh chị nha. Xe này nãy mua là bình hư rồi anh chị nha. Lấy cái bình em mượn cái bình mới của em bỏ qua nha anh chị nha. Cứ bình nó hư rồi. Để tí xíu em kiếm bình bỏ khác bỏ vô. Máy em ru không đổ hơi đổ khói, phun xăng điện tử nha. Hầm máy hơi dơ tí xíu em cho dọn lại, xe mới lấy về chưa dọn rửa. Mình không có ngại quay mấy cái này, mình quay luôn anh chị nha, không có ngại ha. Máy em máy ngon, không đổ hơi đổ khói nha. Xe mà có đổ hơi đổ khói cho luôn chiếc xe này cho anh em mình luôn. Cái máy chất lượng nha, bao chạy bao xài nha. 69 triệu, quan tâm liên hệ em. Cảm ơn em mình nhiều, chúc em buổi chiều vui vẻ, nhiều sức khỏe. Anh em quan tâm liên hệ cho em qua số 0866 678971, 0834 33 3371 nha. Rất là nhiều ô tô đợi anh em mình. Anh em cứ qua lựa chọn lấy thử nha. Em cảm ơn nhiều anh em ơi.